Ê, lại đây, 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 có một cái thông số mà mấy ông thường bỏ qua đối với lại SSD đó, chính là nhiệt độ của nó. Bình thường á là các bạn biết được là mức nhiệt độ lý tưởng của CPU cũng như là GPU là khoảng bao nhiêu rồi đúng không? Nhưng mà đối với SSD thì chắc là các bạn cũng thường bỏ qua. Và ngay trên bench của mình đây đang lắp một con SSD của Western Digital với mã là SN770. Và khi mà mình không sử dụng gì hết thì nhiệt độ của nó sẽ dao động khoảng 30 độ C. Nhưng mà khi mà mình sử dụng cho những cái tác vụ nhẹ như là soạn thảo văn bản thì nó sẽ nhảy lên đâu đó vào khoảng 30 tới 35 độ C. Và khi mà mình có test nhiệt độ của nó ở cái mức cao hơn nữa là mình có copy file video 4K rất nặng ở bên trong đây á, lúc này con SSD của mình nó đạt tốc độ copy tối đa thì cái năng nhớ trên đây nó lên tới tầm 50 độ C. Nhìn chung á là nhiệt độ lý tưởng của SSD nó sẽ phụ thuộc vào cái tác vụ mà các bạn đang sử dụng. À, cho nên là nó mát hay là nó nóng này cũng phụ thuộc vào các bạn. Nhưng mà đối với những SSD Gen 4 mà mình đã từng có test qua thì nhiệt độ của nó sẽ dao động ở khoảng 60 độ C. Và đối với lại con SN770 này là một SSD khá là mát đối với mình. Còn bạn thì bạn thấy SSD như thế nào? Là mát? Comment nha.